Nhà vua mới của làng quần vợt Nga, nhà vô địch Grand Slam thứ 20 của thế kỷ 21, Dani Medvedev đã nỗ lực tập luyện và trải qua nhiều khó khăn. Nhưng để bước lên bục cao nhất của US Open, anh không chỉ đi một mình mà nhận được sự trợ giúp, hỗ trợ từ rất nhiều người, đặc biệt là người thân trong gia đình và người thầy đầu tiên của mình. Cha mẹ của Medvedev tuy bắt anh học rất nhiều môn, nhưng họ không hề ép buộc anh để anh tự do lựa chọn và sàng lọc những môn học mà anh thật sự yêu thích. Vậy nên dần dần, bơi lội và cờ vua lần lượt biến mất, nhưng mà ngoại ngữ vẫn xuất hiện trong lịch học hàng ngày, hàng tuần. Để đến sau này, khi Medvedev chuyển đến Đại học Antibes của Pháp và bắt đầu được đào tạo quần vợt bài bản, anh đã có thể đọc thông viết thạo tiếng Anh và tiếng Pháp. Để tiện phát triển cả quần vợt lẫn việc học hành còn lại, Medvedev chuyển sang học bằng huấn luyện viên tại Đại học Thể dục Thể thao, Thanh niên và Du lịch Nga. Năm 2014, anh chuyển sang Pháp tập trung rèn luyện quần vợt bài bản. Gia đình của anh, cha mẹ anh đã bán hết nhà cửa để khăn gói theo anh sang Pháp. Cả nhà Medvedev đều đã tập trung cho quần vợt tối đa. Do xin visa sang Pháp để hỗ trợ con, cha mẹ của Medvedev không được phép kiếm việc làm. Họ phải dựa vào nguồn tài chính gửi ngân hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là làm sao để đảm bảo Medvedev không lo lắng bất kỳ việc gì ngoài tập trung tập luyện quần vợt tối đa. Mẹ của anh, bà Olga Medvedeva đã kể lại: "Ở Pháp, chúng tôi thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Buổi tập hàng ngày bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút. Trước khi đưa con trai đến học viện, tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ, quần áo, túi trang thiết bị và vật dụng, đồ ăn, thức uống và protein. Sau đó, chồng tôi sẽ đưa Dani đi học khoảng từ 10 giờ 30 đến 11 giờ. Xong các buổi học sáng, họ sẽ quay trở về nhà. Lúc này tôi đã chuẩn bị bữa trưa. Dani thậm chí cố gắng ngủ hay nghỉ giữa các buổi tập. Trong các buổi tập luyện, Dani hoàn toàn tươi tắn, ăn uống no nê, ngủ nghe đầy đủ để chuyên tâm tối đa, không lo lắng bất cứ điều gì ngoài quần vợt." Medvedev đến với quần vợt khá tình cờ và bà Kryukova tình cờ trở thành huấn luyện viên đầu tiên của anh. Khi đưa con trai mình đến một hồ bơi tập luyện, cha mẹ của Medvedev đã nhìn thấy bản tuyển sinh dán ở đó. Tò mò, ông bà Medvedev đã đưa con đến buổi tuyển sinh ngày hôm sau. Từ đó, Kryukova đã trở thành người thầy truyền cảm hứng đầu đời cho Medvedev với quần vợt và là huấn luyện viên đã đốt lên ngọn lửa đam mê nơi trái tim non nớt vẫn chưa thể định hình đâu mới là môn học yêu thích nhất của mình. Trong lớp đào tạo năng khiếu của mình, Kryukova luôn khuyến khích các cô cậu học trò nhỏ cạnh tranh lẫn nhau và không kiềm chế sự cảm xúc khi thi đấu, thậm chí là cả giận dữ. Medvedev đã dành 3 năm để rèn luyện cùng với huấn luyện viên Kryukova. Tuy nhiên, khi bà bắt đầu nghiêm cấm Medvedev theo học các môn học cá nhân khác vì cho rằng điều đó là trở ngại cho sự phát triển quần vợt của Medvedev, hai bên đã không tìm ra điểm chung và phải dừng lại. Dẫu vậy, bà Kryukova vẫn dành tình cảm đặc biệt cho cậu học trò nhỏ ngày nào và vẫn luôn cầu nguyện Medvedev sẽ đạt được các thành công với sự nghiệp quần vợt. Sau khi Medvedev giành danh hiệu lớn đầu tay, ngôi vô địch ATP Finals 2020, bà Kryukova chia sẻ: "Dani đã trưởng thành như một tay vợt rất có cá tính. Thật tốt khi chứng kiến điều đó. Cậu ấy có phong cách thi đấu rất độc đáo. Nó đã luôn khiến cho cậu ấy khác biệt so với những tay vợt nổi tiếng như Novak Djokovic, Roger Federer hay thậm chí cả các tiền bối xa xưa. Ở giải đấu này, khi mà cả Rafael Nadal và Dominic Thiem đều không muốn bỏ cuộc, họ chiến đấu đến cùng nhưng Dani vẫn có thể bẻ gãy được họ. Đây là chức vô địch thiên về cá nhân bản thân của Medvedev, là chiến thắng cả về tâm lý của cậu ấy nữa." Huấn luyện viên Kryukova chia sẻ.